Một cái gì các bạn, đó là với kênh Đại Vương. Thì trong video hôm trước Vương có chia sẻ cho anh chị và các bạn cách xem dữ liệu của hình ảnh mà đã bị bôi đen, thì hôm nay Vương sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cách xem dữ liệu của hình ảnh đã bị bôi trắng. Thì bôi trắng thì nó khó xem hơn bôi đen, bởi vì cái hình nền chúng ta màu trắng mà chúng ta đem bôi trắng luôn thì không biết, khó thấy lắm. Thì hôm nay Vương sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn làm sao để mà xem lại dữ liệu hình ảnh đã bị bôi trắng. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Điều đầu tiên thì chúng ta hãy vào cái phần trình duyệt nào đó, chúng ta chụp ảnh màn hình đi. Biểu Vương sẽ chụp ảnh có màn hình này nha. Vương sẽ chụp ảnh. Rồi biểu Vương sẽ bấm vào đây để mà chỉnh sửa nó. Bấm vào cái mèo này, màu trắng nè. Rồi biểu Vương sẽ xóa đi nha. Xóa trắng, bôi trắng nó đi. Bôi trắng nó đi. Rồi mình sẽ bôi thêm một lần nữa. Bôi trắng nó đi. Bôi trắng nó đi. Bôi thêm một lần nữa. Rồi, chúng ta đã bôi xong rồi đó. Rồi, chúng ta đã bôi xong. Bây giờ Vương sẽ bấm xong này. Lưu ảnh này. Mình sẽ chia sẻ bức ảnh đó lên mạng xã hội nha. Mình bấm vào Messenger. Chia sẻ lên đây, bấm vào đây chia sẻ gửi. Rồi mình đã gửi bức ảnh ở đây nha. Thì mình sẽ để khách quan hơn, thì cái bức ảnh mình mới chụp đây thì mình sẽ xóa nó đi. Rồi như là bức ảnh nó không còn nữa nha các bạn ha. Mình sẽ vào Messenger nãy bức ảnh đã được chia sẻ lên mạng xã hội, và bây giờ Vương sẽ tải nó về lưu ảnh. Rồi bức ảnh đã được lưu về máy nha. Chúng ta vào thư viện ảnh, chúng ta mở bức ảnh này lên thì các bạn không thấy được những cái hình ảnh mà Vương đã bôi trắng đây nha. Rồi bây giờ Vương sẽ bấm vào nút sửa đây, chúng ta sẽ sửa. Thì lúc này Vương sẽ tinh chỉnh ngang cái dòng phía dưới đây. Thứ nhất là tự động thì chúng ta để giữ nguyên. Thứ hai, độ phôi sáng thì chúng ta đưa về A100. Độ chói thì chúng ta đẩy lên 100. Vùng sáng chúng ta đưa lên 100 luôn. Vùng tối chúng ta đẩy về A100 hay... Rồi vùng tối chúng ta đưa về A100. Độ sáng thì chúng ta nên đưa về A100 luôn. Điểm đen thì chúng ta đẩy lên 100. Tổ hòa bỏ, độ tươi bỏ, độ ám bỏ, tông màu bỏ, và đó cái độ sắc nét á, thì chúng ta đẩy nó lên 100 luôn. Rồi cái này là độ nét thì chúng ta đưa lên 100 luôn. Thử nhiễu bỏ, độ sáng viền bỏ. Rồi như vậy là chúng ta bấm xong nha. Rồi bức hình này đã được, chúng ta sẽ đọc được những cái dữ liệu mà ở dưới cái lớp bụi trắng đấy nha. Thì cái đây á, mình sẽ đọc được là cách tra cứu vi phạm giao thông và đóng phạt bằng Zalo. Này, cách tra cứu vi phạm giao thông và đóng phạt bằng Zalo. Chúng ta đã đọc được cái hình ảnh nó quá chuẩn luôn. Hình ảnh đây đã được bôi trắng này, hình ảnh này đã được bôi trắng, chúng ta không thấy gì cả mà chúng ta vẫn xem được cái dữ liệu bên dưới nó rất rõ ràng. Thì Vâng, như vậy là video Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách xem lại các cái dữ liệu hình ảnh mà người ta đã được bôi trắng. Thì mình khuyên anh chị các bạn, khi mình chia sẻ một bức ảnh nào lên mạng xã hội thì chúng ta đừng nên bôi đen hay bôi trắng. Những cái nào không quan trọng thì thôi, cái nào quan trọng như ngân hàng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân thì chúng ta nên cắt bỏ đi, hay là che một cách, lấy cái mục khác vật khác đè lên để mà chúng ta che nha. Chứ còn chúng ta mà cứ bôi đen bôi trắng thì cái dữ liệu chúng ta khó được bảo đảm an toàn nha. Thì Vương có để link trong cái phần mô tả cái cách mà xem dữ liệu ảnh mà đã được bôi đen. Thì video đến đây kết thúc rồi, cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.